Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay 16 tháng 8 năm 2016, chúng tôi vừa mới dựng xong 4 chiếc tủ áo bằng gỗ gụ hàng siêu đẳng cấp. Đây, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Và chúng tôi xong 2 chiếc 3 buồng 4 cánh và 2 chiếc 3 buồng 3 cánh. Đây, hiện tại video quý vị đang xem đây được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng vệ tinh chuyên đóng tủ áo của đồ gỗ Thành Luân. Đây, quý vị đang thấy đây trên màn hình là chiếc 3 buồng 3 cánh, làm theo mẫu hiện đại, phong cách hiện đại rất chi là đẹp. Hôm nay 16 tháng 8 năm 2016 và ở cái phía này chúng tôi đang dựng một chiếc 3 buồng 3 cánh và một chiếc 3 buồng 4 cánh đây. Đó, quý vị đang thấy đây. Hàng siêu đẳng cấp. Một chiếc thì 3 buồng 4 cánh là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Tuyến ở Long Biên, Hà Nội. Anh Tuyến đã đặt hàng rất nhiều đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi. Và đây hai chiếc ở phía bên này nữa. Anh Tuyến anh đặt của chúng tôi bộ bàn ghế Minh Nghê, bàn thờ bằng gỗ hương. Anh Tuyến là một khách hàng rất chi là cẩn thận. Anh đã đặt chúng tôi gần 1 tỷ tiền hàng. Hiện tại các đơn hàng chúng tôi vẫn đang trong quá trình đóng, đang trong quá trình làm. Này, quý vị quay trở lại với các chiếc tủ này này, tủ đôi 3 buồng 3 buồng 4 cánh và 3 buồng 4 3 cánh, hàng rất đẳng cấp. Ở cái mẫu này thì là tháng trước chúng tôi cũng đã giao một chiếc cho anh Nguyễn Tài Quang, anh ở gần bến xe Lương Yên, ở đê Nguyễn Khoái, thành phố Hà Nội. Đây, hôm nay là 16 tháng 8, chúng tôi xong tiếp 4 chiếc nữa. 3 chiếc 3 buồng 3 cánh và 2 chiếc 3 buồng 3 cánh và 2 chiếc 3 buồng 4 cánh. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại 0972 770888 hoặc 0967 110389. Hoặc quý vị có thể nhìn trực tiếp ở phía góc trái bên dưới màn hình số điện thoại chúng tôi đây, đường nét chúng tôi đục chạm rất tinh vi, làm rất kỹ. Các cái hàng này chúng tôi là làm đẹp từ trong ra ngoài, hàng dày dặn. Đúng là đẹp từ trong ra ngoài. Quý vị có thể về trực tiếp đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để xem hàng ở cơ sở 1, khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thành Luân chúng tôi còn nhận đặt theo yêu cầu về kích thước, mẫu mã và loại gỗ. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi. Đây, trên màn hình quý vị đang thấy chúng tôi quay phía trong đây. Chúng tôi làm đẹp từ trong ra ngoài, khẳng định là đẹp từ trong ra ngoài. Đây. Và xin chào quý vị, xin chào quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay 16 tháng 8 năm 2016. Đây là một số hình ảnh đây, quý vị đang xem này. 4 chiếc tủ áo bằng gỗ gụ, 2 chiếc 3 buồng 3 cánh và 2 chiếc 3 buồng 4 cánh ở đồ gỗ Thành Luân. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Ngày 16 tháng 8, quý vị liên hệ với chúng tôi 0967 110389.